Chào các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn chặn những cái backlink xấu rõ về website khi làm SEO ha. Thì khi các bạn làm SEO, ngoài những cái backlink do mình chia sẻ lên các diễn đàn, các mạng xã hội thì cũng có những cái backlink không tốt do đối thủ cạnh tranh với mình họ gắn để trỏ về website mình làm ảnh hưởng đến SEO ha. Thì các bạn sẽ chặn những cái backlink đó. Ok, đầu tiên các bạn sẽ vào Google, mình search công cụ là Webmaster Tool. Mình sử dụng công cụ search console của Google để chặn những backlink xấu. Các bạn vào một cái domain mà mình cần làm SEO ha, ví dụ trang web này. Sau đó mình vào lưu lượng tìm kiếm, các bạn chọn tất cả liên kết tới trang web của bạn. Đó, ở trong cái mục là những người liên kết nhiều nhất, các bạn nhấp vào thêm thì nó sẽ show ra những cái trang web mà có gắn backlink trỏ về website của mình ha. Ok, đó, ở đây có hơn 40 cái domain có backlink trỏ về website của mình. Đó, thì các bạn sẽ chặn lại những cái backlink, những cái domain mà có đuôi bất thường, ví dụ như đuôi .xyz này ha, đuôi .tk, đuôi .at. Đó, những cái domain lạ lạ này mình sẽ chặn đi ha. Ngoài ra những cái domain mà nó có nội dung không lành mạnh, có nội dung không liên quan thì các bạn cũng nên chặn nó đi. Những cái domain mà bị phạt, bị Google phạt không index nữa ha, mình cũng chặn nó đi. Và những cái domain mà có link out quá nhiều, các bạn cũng nên chặn nó đi. Ok, rồi, đầu tiên các bạn sẽ mở Notepad lên ha, và mình sẽ lập một cái danh sách để báo cáo lên Google là mình chặn những cái domain này. Đó, các bạn sẽ sử dụng cái từ khóa là domain 2 chấm ha, và mình sẽ copy những cái domain lạ này nè, copy, sau đó dán vào đây, dán vào ha. Ok, đó, tiếp tục cũng là cái từ domain này, các bạn dán vào đây và mình chặn ví dụ cái domain này. Đó, mình copy và mình dán vào đây ha. Các bạn sẽ lập một cái danh sách những cái domain để mình import, mình báo cáo lên Google biết là mình chặn nó ha. Đó, ok. Đó, ví dụ vậy ha. Các bạn nhớ là có cái từ domain đằng trước. Đó, xong rồi mình sẽ lưu lại cái file txt này, lưu lại ha, save lại. Mình đặt tên cho nó là link. Đó, rồi tiếp theo các bạn sẽ vào Google, mình search cái từ khóa là discover ha. Các bạn sẽ dùng công cụ discover link tool của Google, sau đó mình chọn cái domain cần báo cáo là học từ xa.net và nhấp vào discover link ha. Đó, các bạn nhấp vào discover link và mình up cái file txt mà mình mới vừa chuẩn bị ha, file này open lên, sau đó submit. Ok, đó. Đó, ở đây nó có kết quả là đã discover link được 5 cái domain này ha. Đó, sau đó các bạn nhấn vào nút done để đồng ý. Rồi, vậy là mình đã báo cáo lên Google biết là đã chặn những cái domain mà có backlink trỏ về website của mình ha. Chúc các bạn thành công.